những nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi. Nhậu nổi không? Còn. Cậu Ba Phi kính chào quý vị các bạn. Chúc quý vị các bạn một ngày mới có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Hôm nay mình Ba Phi cùng với anh Châu hiện tại có mặt tại xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo quý vị các bạn ở đường Dường Chanh. Hôm nay anh em của anh Châu là bứng 2 cây tứ quý, 16 cây mai vàng nha quý vị. Cũng mời quý vị và xem và tham khảo. Cũng có nhiều quý vị và các bạn vô cũng như bình luận sao tại vì tại sao không quay clip báo giá mà quay đi cảnh bứng, nói chung là cái trăm đó. Cái trăm. Nói chung là nhiều khi thì đi quay cũng như là trải nghiệm cho anh em bứng tại vườn rồi xong về là vẫn có báo giá nha quý vị. Có nhiều khi clip mà chưa báo giá mà đã anh Châu anh đã với anh Chủng đã bán hết rồi. Bởi vậy đâm ra không có báo giá cho quý vị biết. Cũng mong quý vị thông cảm những cái phần đó nha. À, anh Châu, Châu chào anh em các anh Châu. Chào anh em. Đây chắc này chín chắn quá anh em ơi. Thì ấy đi em quen chút xíu rồi em đếm. Đây là hai khuôn mặt lúc nào cũng phải có trong video á. Nhiều khi anh Châu anh Dũng đâu lên sóng thường bằng Thái với anh Nhẫn đâu. Đây đầu tiên nha quý vị. Châu anh xả phôi. Mình đi cũng quay một vòng sơ lược cho quý vị. Này nói chung là ở đây là hoành cũng lớn lớn không nhớ quý vị, hoành ba mấy đi trở lên. Chắc thì em quay sơ lược chút xíu em kéo ra. Đây là mai vườn không nha quý vị. Chứ không phải mai công nghiệp nha. Có những cái video clip có những cái chuyện mà sơ sức cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua giùm cho Ba Phi nha. Đây là trước nhà bà bác có cây mai rất là khủng nha quý vị, này hoành cũng cỡ 60 trở lên á. Theo như mình nói nhìn thấy biết, nhưng mà cây này bác không bán để lại. Còn bán là bác Ba bán những cây này. Có một cây để lại. Đây là bác Ba cũng lớn tuổi nha quý vị. Không đâu có đâu bác, quần đó phải quần cục. Đây nè quý vị. Chứ nói chung vòng vòng mỗi một vườn clip về 5-6 cây rải rác gì vậy đó. Mấy cây đàn cốt mà đi lên cao quá ha, lên mới xẻ tàn ha. Cây này gần gốc dừa quý vị. Cũng có một vài số cây gần gốc dừa. Mai thật cho nhẫn. Mình clip bển là cũng có 2-3 cây nha quý vị. Đó, có mấy cây nhỏ nhỏ thì cũng đổ bông. Vàng như đất luôn.
Đây quý vị các bạn, anh em sáng giờ cũng bứng được 4-5 cây. Cái khu vườn này nói chung là bứng đất cũng tương đối hỏng đến khó bứng quý vị, nhưng mà đế thì cũng được. Đế nó hơi sâu thôi quý vị. Bứng nó hơi sâu. Nó đế cũng khá đế nha. Thì hoành 30-40 trở lên nha quý vị. Một cốc đi lên. Này để mà tàn của nhau quý vị. Thấy còn dọn nghe vậy được chưa các bà? Có gì nói còn dọn. Ờ, vậy dạ. Mày bứng rồi mày làm mớ. Mày cao vậy đó. Dạ. Dạ dạ dạ. Tao không có người là mong có người ông con. Dạ dạ. Anh em bứng tới trưa bị mắc mưa quý vị. Rồi này hôm nay mới bứng mới thấy mày bị mắc mưa. Mưa khá lớn quá vậy. Mưa lớn rồi ha, là đãi từ giờ mưa cái ly chai rượu hoặc là mấy lon bia để đó, còn dĩa mồi vậy đó, còn mắc gì đó ngồi ăn nha. Anh em giờ ở đây đang đục mưa nói chuyện cũng vui vui quý vị. Đang nói chuyện mắc mưa đục mưa. Mà mốt mà tôi đắp cưới tôi ha, cái tôi vô tôi đại ha. Chỉ có đào một người á, nào cho tôi làm cái mâm đồ nè, là cái gì 5-7 món không? Để lên thẳng một dĩa rồi đó. Bia đó là người mấy lâu mới làm để rồi đó. Tới đám cưới của anh là tụi mẹ. Mùi càng ngày lớn quá vậy ơi. Một cái của người mới được 4 ngày. Chưa làm sao bao nhiêu. Đó, xa xa cho đó là có cây mai bự hồi sáng của ba Phi có quay nha quý vị. Đó các bạn bán mạnh cũng tận 60 sáu mấy đã lên đó. Ở đây mình làm là đây. Khá lớn. Con cây này để cũng khá đẹp nha quý vị. Hoành cả 38-39 á. Con xe này được bấm cái này trao 2, 4, 6, 8 cây quý vị. Còn số cây chưa được chưa bứng lên nữa. Đây có được cây tứ quý quý vị. Cây này cây tứ quý nè. Đế cũng khá nha quý vị. Đế đều hết luôn. Này đóng như đây cho nó chặt chặt kìa. Đóng bật đạn nữa. Ừ, nó ăn thôi. Trời. Giờ chuẩn bị đưa lên xe kéo trở về quý vị. Gì đó? Như 2 giờ kìa, chạy về kéo cho. kéo công tư nơi đi bán hả? Đập kéo mẹ rồi để mình đặt thuốc tắt cũng được.